Thưa quý vị, liên quan tới vụ trải nghiệm kinh hoàng khóa tu mùa hè của Chùa Cựu Đà gây xôn xao dư luận vừa qua, Phó Tránh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang đề nghị Ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội gửi báo cáo về vụ việc. Bên cạnh đó, Đại Đức Thích Di Kiên, trụ trì Chùa Cựu Đà cũng lên tiếng khẳng định, từ nay Chùa sẽ dừng vĩnh viễn tất cả các khóa tu sau vụ việc phụ huynh phản ánh. Theo Đại Đức Thích Di Kiên, trụ trì của Chùa Cựu Đà, trong chiều ngày 18 tháng 6, nhà chùa đã nhận chuyển khoản 86 triệu đồng từ bà Phạm Thị Thu, trưởng ban tổ chức khóa tu chùa Cự Đà. Số tiền này bà Thu nhận từ các phụ huynh có con em đăng ký tu khóa 3 tại chùa Cự Đà. Nhà chùa đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để hoàn trả lại số tiền cho các phụ huynh. Vị trụ trì chùa cự đà nhấn mạnh, từ nay về sau, bà Phạm Thị Thu không liên quan tới bất kỳ công việc nào tại chùa. Trụ trì chùa cự đà nói rõ, mọi việc thu chi của chùa đều có hóa đơn và biên lai like ghi nhận, với số tiền đã nhận từ khóa tu thứ ba sẽ trả lại cho các phụ huynh và khẳng định việc thu chi tại khóa tu đều do Phật tử có trình độ về kế toán ghi chép đầy đủ. Tiền còn thừa sẽ được nhà chùa sử dụng để xây dựng thêm nhà vệ sinh, nhà bếp, lắp điều hòa, quạt điện. Hè năm 2023 là năm thứ ba Chùa Cựu Đà tổ chức khóa tu. Các khóa trước diễn ra tốt đẹp. Nội dung của các khóa tu hướng đến hiếu thuận, đạo đức, bảo vệ môi trường, giúp trẻ bớt chơi điện tử, giữ nam giới, không sát sinh, yêu thương động vật, không lấy của người, không nói lời thô ác, yêu thương cha mẹ, không nghiện chất kích thích. Nói về lý do bà Phạm Thị Thu quản lý các khóa tu tại chùa Cự Đà, Đại Đức Thích Di Kiên chia sẻ, bà Thu về chùa được khoảng 2 năm và là người yêu trẻ thường xuyên phát tâm cho trẻ em các trẻ khi về dự khóa tu tại chùa cự đa rất quý bà thu đại đức bộc bạch bà thu là một người tốt tâm thiện lành và khi đến chùa thì không ai muốn hại các con tôi ghi nhận đấy là tấm Bồ tát khi xảy ra việc này rất đáng tiếc Trước việc sáng ngày 18 tháng 6, bà Phạm Thị Thu tiếp tục đăng tải thông tin trên nhóm Zalo về việc nhận tu sinh khóa 3 và đưa đi trải nghiệm ở khu resort Đại Đức Thích Di Kiên cho biết. Ngay khi nắm thông tin, đã yêu cầu bà Thu tạm dừng tất cả các hoạt động của khóa tu. Cũng trong sáng ngày 18 tháng 6, vị trụ trì chùa Cựu Đà nắm thêm thông tin về việc một cháu bé quê ở Hòa Bình, tu tập khóa 2 vừa qua đã bị bầm tím chân tay. Ngay sau đó, nhà chùa đã liên hệ với phụ huynh và gửi lời xin lỗi qua trao đổi, gia đình cho biết cháu bé sức khỏe ổn định và không có nhu cầu đưa đi thăm khám. Đối với vụ việc của cháu CHP 11 tuổi ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, trụ trì chùa Cự Đà thông tin khi bé bị thương ở tay, nhà chùa đã thông tin Phật tử đưa cháu đi viện khám và chụp X quang, sau đó do tin tưởng bà Phạm Thị Thu nên sư trụ trì không hỏi lại việc đã thông báo cho gia đình bé P hay chưa.